Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ui sổi ơi, ngon lành cái nào luôn, nay lên được level 235 là độ kiếp lên hợp thể tiền kỳ là bú luôn anh em ạ. Wow, phê loài tuyệt phói anh em ơi, có 10 cái dương đến nước tẩy tiên thì chắc chắn là mình sẽ sử dụng đến nước tẩy tiên rồi, chứ còn cái gì nữa, dùng luôn nha anh em. Mấy cái ấn ký này thì cũng tiếp tục là dùng này. Ok này. Đi thú để mình reset xem hôm nay có ra được em gì không anh em nhá. 3 lần thì chắc chắn là ra được em chú tước rồi. Đó, anh em thấy không? Khí lân à? Phải 5 trên 5. Hôm nay là 14 trên 5 anh em ạ. Ảo thật đấy. Thế thì ở đây này. À không, đúng rồi. Lần vừa rồi là 5 trên 5 thì nó sẽ ra luôn được em chú tước, tuy nhiên là chưa đủ cái ngựa linh thạch để có thể là sử dụng anh em ạ. Thế mày thốn chi lệ đi xài thị thú ban phúc xem nào. 85 à, thốn thế. Luân hồi điện, ôi toang quá, không đủ để xài thế anh em ơi. Hôm nay vận may là có cái gì đây, vận may bú luôn anh em ơi. Chặt cây 200 lần đúng không, tăng cấp linh thú này, chia sẻ triệu hồi linh thú 3 lần à, cũng khoai đấy nhở. Thế thì mình sẽ tiết kiệm ngựa linh thạch bằng cách này. Mày tưởng tao sợ chắc. 10 trên 10 luôn này anh em này. Hy vọng rằng là ra được một dương linh thú đỏ, hoặc là đây 250 ngựa linh thạch anh em ơi. Cú thế nhở, vai trưởng thật đấy. Thế là lỗ 1000 tiên ngọc anh em nhá. Thôi anh em đừng như mình nhá, đèn thế nhở. Rồi luôn. Nhiệm vụ bạo kích à, xin luôn là nhiệm vụ. Ở đây thì mới làm nhiệm vụ khiêu chiến đối phương một lần thôi. 10 trên 10 này. Ok, bỏ qua rảnh, múc luôn đi. 15 ngựa linh thạch. Tầng tiếp theo, uầy, one hit luôn này. Úi giời. Úi giời. One shot, one kill anh em ạ. Đây này, 95 ngựa linh thạch nữa. Thì ở đây thì mình sẽ tiếp tục chọn tiếp vòng quay trước không. Quỷ này. Vẫn thế. Thế thôi, lại chọn cái này đi. Rồi, thế lại tiếp tục là nhiệm vụ anh em nhé. Hy vọng rằng là có thể kiếm thêm một chút ngựa linh thạch nữa ở trong này. À, 33 lần lại đủ thêm 2 lần nữa à. Ôi giời. Ôi giời, lên tầng 2 ngay. Ngon. Sạp này. Thế này cứ mua đây nha, mình đầu tư với cái ấn ký anh em ạ. Đó, tiếp tục là ra mở xem được cái ấn ký gì không. Ô, lên 235 rồi, chuẩn bị lên hợp thể tiền kỳ đấy anh em ơi. Phê. Túi càn khôn, tiếp tục là mở ấn ký anh em nhá. Thế thì vẫn phải mua ở trong này mấy con rồi anh em ạ. Ôi thôi chết rồi, nhưng mà như thế này làm sao mà mua được, làm sao mà reset được phát nữa. Thôi thôi, xong rồi. Đáng lẽ ra mình phải xem cái nhiệm vụ kia trước khi mà mình có thể là làm cái reset linh thú anh em ạ. Liên kích. Ôi, lên 3000 vạn rồi. Ngon. Thụy thú ban phúc này. Vẫn chưa ra. Chờ một lần để ra được ở trong đấy mà hơi khó nha. Thôi thì mình đành làm cái nâng cấp vậy. Triệu hồi không làm được thì đành làm cái nâng cấp thôi. 1, 2, 3, 4 và 5. Đáng lẽ ra lúc nãy nếu như mình tỉnh táo hơn thì mình check cái kia trước. Thì ví dụ như là hai lần reset trước là mình mua luôn đi mấy con phẩm lục đi. Ê, tránh việc là ra chu tước rồi không thể làm reset nữa. Đó, anh em nếu như chơi rút kinh nghiệm nhá. Rồi này. Đấy, triệu hồi linh thú đây này. Khoai thế chị. Một lần. Ui. 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 Thốn thế nhờ anh em nhờ. Cú thực sự luôn á. Nhận. Rồi, tăng tốc. Ok lá. Sự kiện mới à? À không, vẫn sự kiện đấy mà. Qua tập kết mà. À nhưng mà hết 7 ngày rồi, bây giờ chỉ nhận thưởng thôi. Hạng đạt 4 này. Anh ghê phết nhở. 50 cái tịnh bình thủy là cũng nhiều chứ. Ui giời, chắc việc tùy chọn à. Cá nhân này. Rồi, 140 ngựa linh thạch này. Ngon. Thế thì khả năng cao là mình sẽ đi dị thú xâm lược luôn anh em ạ. Đây này. Ôi thôi chết rồi. Quên mất.
Đấy, ở bên này thì mình sẽ đổi một tí ghép em này nha anh em ơi. Hộ pháp thiên thần này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đổi đội hình này. Đấy, ok luôn. Ở đây em này thì nó sẽ có cái khả năng là linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm một lần bằng 20% sát thương công. Còn em này là cường hóa linh thú. Thì rồi chặn đi. Cho em hộ pháp thiên thần vào nha anh em. À, đây rồi anh em. À đâu, đây là linh thú mà. Có phải là tinh quái tùy chọn đâu. Mình nhầm đấy, cứ tưởng là có cái dương tinh quái tùy chọn tím. Thì có thể là lựa chọn thêm một em nữa là bảo khí các chủ. Nhưng mà đếch phải. Quên. Rồi, đi khiêu chiến thử nhá. Thế thì mình test thôi. Xem nào cao hơn. 1,54 ức này. 1,54 ức đúng không? Thế thì mình sẽ thay em này ra. Sau đó là cho em đại thụ yêu vào. Ra trận. Xem lên là bao nhiêu ức nhá. Dị thú này. 1,59. 1,94. À đấy. Thế thì giữ luôn em này. Bộ này là ok là ở thời điểm hiện tại của mình rồi. Thì mình giữ luôn thôi. X1 à. Không ra. Thụy thú bản phúc. Ui giời, vẫn chưa ra. Sắp lên 235 kỳ kim rồi. 7.000 điểm tu vi chuẩn bị nha. Còn 3.000 điểm nữa thôi. 300 đào là ok anh em ạ. Chuẩn bị. Let go. Nhìn dân mình tưởng có con cóc ở đây nhưng không phải nha. Chấn yêu tháp này. Búp dự kiến. Khiêu chiến nhanh luôn. Chọn nhanh. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu. Thần thông. Nhận thần thông này. Ok. Còn lại tích lũy thôi. Đủ 1.000 chưa? 989 anh em ạ. Cay thế nhở? Phải làm gì để có 11 ngự linh thạch? Ngư linh thạch. Tiêu 2.000 ngự linh thạch. Khoai thế nhở? Làm gì anh em ơi? Làm gì đây? Trong này còn cái nào có thể nhận được nữa không? Hết sạch rồi. Gói. Hôm qua mình không mua à? Hay như nào? Mình nhớ là mình mua hết mà. Đây chắc nó hiện cho vui sao chứ. Ủa kỳ cục vậy. Cái này là toang mình rồi. Giờ chỉ còn kiếm được ở trong phần vận may thôi anh em ạ. Khoan, tiên duyên có không nhỉ? Quên mất rồi. Tiên duyên. Ui, nó là tiên ngọc. Ui, tận dưới này nó mới có cơ. Khốn thế. Làm gì để có thêm 10 ngựa linh thạch đây anh em. Huyết mạch này. Ôi, ngon. Được chiến tăng nhiều này. Phê đấy nhở. Thôi, cứ độ kiếp cái đã anh em ạ. Hợp thể tiên kỳ nhá. Quá là trời, quá là đất luôn. Thế là mình có thể thay đổi được ngoại hình thêm một phát nữa. Đấy, trời anh em, nếu như mà cũng lên hợp thể tiên kỳ giống như mình thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi. Wow. Tuyệt cả là vời anh em ơi. Trông oách select chưa? Quả nào mọc râu dài thế nhở? Không sao, cũng được, nhìn khá là đẹp trai. Nhìn chung cứ đột phá độ kiếp được là đẹp trai. Không nói nhẹo. Rồi, thế thì còn hy vọng một lần nữa ở trong phần yêu linh bảo tháp nữa thôi anh em ạ. Khiêu chiến này. Ôi dồi, mấy bố này lên 3.001 rồi. Xem mình nhỉ. Một vã. Ây à. Thôi mình quên mất đấy. Để nhầm. May quá anh em ạ. Vẫn thắng được. Ui, liên kích nhỉ. Ôi, 684.000 điểm lực chiến luôn anh em ạ. Ôi vãi cả trưởng ạ. Ghê vậy. Kinh khủng chưa anh em. Một quả trang bị mà ôi dồi ôi luôn anh em nhá. Ok. Đây. Giờ thì mình sẽ thay đổi lại cái bộ tinh quái cái không thì vỡ mồm. Đấy, để như này là đi PK là hợp lý này.
Trấn Yêu Tháp này. Ok này. Ủa, mà cái quỹ Trấn Yêu Tháp của mình sắp hết chưa ta? Quỹ Trấn Yêu Tháp Phúc Nguyên thì đây này, 35.10. Thế có khi là mình đi vượt là nó lại được đấy anh em ạ. Khiêu chiến tiếp nha. Ủa, nhưng mà đánh này hơi lâu vì bây giờ mình có 32. Thôi kệ. Lâu cũng phải chơi anh em nhá. Đấy, nếu như anh em thấy đoạn này mà bâng khuâng quá thì anh em có thể tua qua. Còn nếu như anh em mà muốn xem tình hình PK các kiểu như thế nào thì có thể để lại đấy, để xem hết video. Ôi, lâu lâu mới làm một cái video dài. Tải sau luôn. Rồi. Ok này. Tầm này là vẫn là dễ này. 32.5. Nếu mà 35.10 thì cũng khoai phết nhỉ. Thôi cứ vượt đi xem được đến bao nhiêu là mạnh. Nếu như mà vượt được thì lấy thêm được một em chu tước mới chẳng ngon à. U là trời. U là trời. Ua. Quá nhiều đồ chơi trong ngày 15 luôn. Ê. Ok à. Con này nó có choáng đấy. Con cua nó choáng. Con hổ. Ok nha. Con này mình chơi được. Nhưng bắt đầu là thấy khoai khoai đấy anh em ạ. Không biết là có vượt được hết tầng 33 hay không rồi này anh em này. 32.9 này. Ôi. Ôi ồ. Ngon chưa? Bảo kích ngon chưa anh em? 32.10 này. Con béo ị này. Mày này. Tuổi gì đó ăn mì. Ở lên tầng 33 đấy. Nếu như mà có niềm tin là khả năng là vẫn ăn được anh em. Tiếp tục lại sau luôn. Ô nhưng mà đào vẫn đang chặt nhé. Từ nãy giờ vẫn chưa ra một món trang bị nào yêu lực tăng hơn nhé. Mình vẫn để ý đào đây nó vẫn sụt như này. Bao giờ nó dừng lại phát là mình sẽ cũng dừng lại luôn để ra nhặt món trang bị. Nhưng mà anh em có thể thấy là wow, level nó quan trọng thực sự luôn. Lên level 200 cái món trang bị level 238 thay cho món 231 phát tăng 680k điểm lực chiến. Thì anh em thấy như thế nào? Ghê gớm thực sự chứ không phải đùa đâu. Rồi, múc được. Múc được. Đấy. Nhìn chung là những anh em nào chơi liên bạo giai đoạn đầu game thì chúng ta cũng sẽ có một cái lợi thế là đi một số những cái hoạt động này sẽ không lo bị thiếu đam. Nhưng mà tất nhiên là đi một số những hoạt động kiểu như là đấu pháp thì sẽ sợ những ông nào mà chơi né. Đơn giản đấy thôi. Ok. Ui dồi ôi. Đấy, thằng lực ca nó khỏe này anh em này. Nếu như không có bạo kích thì là ối dồi ôi với nó luôn á. Ối dồi với nó đấy, nó có phản công à. Cái khả năng phải đeo cái khám phản công thôi. Ui. Thốn này. Ui. Đấy, có bạo kích cái khác bọn hẳn luôn anh em nhé. May là vẫn qua được thôi. Ơ, có trang bị mới hả? Quả đấy qua được rồi đấy. Nếu không là mình ra mình đổi đeo khám phản công rồi anh em nhé. Ok, bạo kích quá ngon luôn đi. Đấy, 338k để việc chiến anh em thấy như thế nào. Chất chơi nghỉ rơi đấy chứ. Wow, 24.000 công này. Đây có 16.000 tăng 8.000 công vẫn được này. Hay luôn. Còn gì nữa. Tiếp tục là khiêu chiến nha. Bạo kích. Đúng rồi. Nhưng mà nó né nhiều quá. Né nhiều quá. Cay thế nhở. Cay rồi đấy. Nhưng mà khả năng là vẫn qua được. Đó. Chưa cần phải đổi vật cưỡi anh em nhé. Con này thì như là có liên kích này. Thế bọn này bây giờ lên cao cái chỉ số né của nó cao phết. Vật cưỡi của mình hơi thấp. Nhưng mà bạo kích anh em thấy ngon không? Ui xồi. Phê quá anh em ạ. Công nhận là đánh bạo kích sướng thật. Thế cho nên là bây giờ ở server mới là nhiều anh em là chơi theo kiểu là chơi full bạo luôn nha. Full bạo luôn. Và chỉ cần với một thân thông cam 72 phép biến hóa thôi. Thả phèo phát mấy con thú ra là cái địch nằm xuống one shot one kill. Đấy. Đánh bằng đúng cái thần thông. Bởi vì thần thông thì sẽ không né được. Thành ra là đếch sợ như ông nào mà build phải né. Đấy. Đó là như vậy. Ok. Ok. Ây à. Ây à. À đúng rồi. Thì hiện tại mình cũng đang rảnh rảnh. Thế cho nên là 6 giờ chiều hàng ngày mình sẽ có livestream. Thế anh em nào muốn tâm sự mỏng, tâm sự dày, tâm sự kín, rồi thì các kiểu con đà điểu chơi game, thì 6 giờ chiều hàng ngày vào xem livestream của mình nhá. À có lẽ là 6 giờ
mình sẽ không thể live stream thứ năm với cả chủ nhật anh em nhé, trừ trời mưa, bởi vì là thứ năm với cả chủ nhật là lịch đá bóng của mình. Thế mới đều chứ lại. Ô lại có một món trang bị lực chiến tăng lên kìa, quên mất. Ui da, thốn thực sự, lại 368k điểm lực chiến. Ôi, ngon thực sự luôn. Nhưng mà liên kích à, chính ra tầm này mình lại khoái bạo kích này, có bạo kích đi đánh cái này không bị lo và nó né. Vật cưỡi của mình thấp ấy. À đúng rồi đấy, chơi một phái bạo kích nó lại có thêm một cái lợi thế nữa anh em ạ. Dành cho những anh em nào mà cái chay thì đúng càng nên chơi bạo kích nhé. Lý do cực kỳ đơn giản, bởi vì cái vật cưỡi của anh em nếu như mà không nạp ạ, thì anh em đảm bảo luôn là sẽ khó nâng được lên bậc cao. Đấy, nếu như không có cái gói tiên duyên đúng không, thì nếu như anh em cày chay nữa thì rất khó để kiếm được cái đá ngũ sắc. Cái đá ngũ sắc đấy phải xếp hạng đấu pháp cao thì chúng ta mới có. Thế thành ra là cái chỉ số kháng của anh em nó thấp, mà ông nào mà build kháng né đúng không, thì anh em không có bạo kích đến từ cái thần thông á thì sẽ rất là khó đánh. Đấy, nên là nó sẽ lại có lợi cho những anh em nào mà nông dân nhá. Bạo kích ấy rất hợp lý với những anh em nông dân. Thế cho nên là anh em thử chơi một cái bạo kích đi, mình thấy là ok, là ổn áp ấy. Ok. Ây à, đấy, thấy không, một phát bạo kích nó nằm xuống luôn này. 34.9, 34.10 đi. Lại có thêm một món trang bị nữa, yêu lực tăng lên rồi. Nhưng mà nốt ải này thì mình sẽ ra mình nhận nha. Ui da, ui da. Ây à, ui ôi, hoài thế, choáng chết các kiểu kìa. Ui, quả đấy không bạo kích anh em ạ, tiếc quá. Đời này lại 420k điểm lực chiến này anh em. Ủa ôi, ngon chưa, perfect luôn chứ còn cái gì nữa. Lên 3.200 vạn hôm nay, yêu lực lên rất nhiều nhá. Căng thẳng đấy. Ủa, hôm nay ngày thứ 15 cực kỳ nhiều cột mốc này. Đầu tiên là đột phá lên hợp thể tiền kỳ này, sau đó là lấy thêm một em chu tước này. Ủa, yêu lực tăng lên vãi nhái này. Đấy, gọi là hợp lý luôn. Cho mày đi luôn này. Ôi ôi, đấy là mình xài cái thần thông tá lực thuật, cho nên là anh em thấy đam nó hơi bé đấy. Nếu như anh em mà có cái thần thông cam nào đó về sát thương thì nó sẽ khác bọt hẳn nha. Do là bây giờ mình đang tích lũy lại mấy cái vé phù thiên diễm mình chưa xả trong phần thần thông. Thế cho nên là anh em có thể thấy mình hơi thọt thần thông một tí, nhưng mà không sao. Nếu như bây giờ mình có xả luôn đi chăng nữa thì vận may của mình nó không có, thì nó sẽ khó được những cái thần thông cam mà mình cần. Thế thành ra là mình cứ tích lũy lại, bao giờ ra sự kiện thần thông thì mình sẽ múc. Bây giờ đang là ngựa linh thạch đúng không? Tí nữa mình sẽ check thử xem là sau ngựa linh thạch nó sẽ là cái gì anh em nhé. Ui, bạo kích phát ngon không? Khốn đấy chứ. Đau đầu đấy. Đấy. Ôi, bắt đầu nó đánh đau rồi nha anh em ơi. Nó đánh đau rồi nha. Ây à. Đau 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 đau. Úi. Cố lên. Ui da. Bạo đi. Ủa mày thế. 35.5 mày cố lên. Chỉ cần 35.10 thôi please. Không biết là ăn được ải 35.10 không, bắt đầu con boss bắt đầu trâu rồi này anh em này. Thố này. Ui bạo kích liên tục kìa, mà nó lại không xin nhê gì với nó luôn đấy. Ui ôi. Ui dồi ôi. À may quá. Đã bạo kích rồi lại còn liên kích nữa. Cố lên. Thố thế. Mày tạm có liên kích và bạo kích. Ê, nó cũng có luôn anh em ạ. Nhưng mà tuổi gì? Con này thì chỉ số né của nó thường là sẽ cao này. Mấy con mà đấy đấy anh em thấy không? Né liên tục ấy. Ui giời. Thôi phải ra đổi vật cưỡi kháng né rồi. Ui biết ngay mà. Cố lên cố lên. Thêm món gì? Lực chiến tăng đi. Ui tăng nhiều này, kháng choáng các kiểu này. Ui tuyệt vời quá. Đi khai ngộ cái đã. Rồi, tiếp tục. Ui, 261k này, ui, được nha. Vật cưỡi này, chuyển sang cái kháng né đi. Vật vã vất vả đấy, không dễ dàng đâu. Hiêu chiến yêu vương này, chiến cái này cái đã, để lấy thêm đào đã anh em nhá. Hôm nay xả thêm tí đào kiểu gì chả lên là thêm yêu lực nữa. Khiếp, con này đánh ghê vậy. Ui rồi. Ui rồi. Kệ mày luôn, tao đánh mấy ải trước vậy. Ui rồi. Ui rồi. Ok nha anh em. Lại huyết mạch mới này. Ui ngon này. Thốn đấy. Huyền vũ à.
Tiền Vũ thì bỏ qua luôn. Đấy, 3.300 vạn đấy anh em ơi. Khiêu Linh Bảo Tháp nhiệm vụ đây rồi. Khiêu chiến đấu phát 5 lần này, thu thập đạo cụ cho phúc địa, tặng quà tiên hữu à, cái này dễ này. Tiên hữu du ngoạn luôn nha anh em. Ui ngon. Bây giờ là đầu tư vào chuột hay là cái tỷ lệ ra trang bị này, bắt đầu khó nghĩ này. Thôi lại đầu tư vào tiểu tử đi, lấy tỷ lệ rớt trang bị cho nó chất. 68 rồi, chưa lên được 69 thì còn lâu mới lên được level 80. Yêu Linh Bảo Tháp có thêm cái nhiệm vụ nữa ở đây thì có khi lấy ngược linh thạch trong này nó lại là hợp lý hơn này, biết đâu one shot one kill. Có đấy, không đùa đâu anh em ạ. À, 12 ngày nữa anh em nhé, lên được tiên thụ 14 đấy. Ôi, lại tiếp tục quay trở lại với cả Trấn Yêu Tháp vậy. 35.7 rồi, cố lên nào. Cố lên nào. Nó vẫn né được kìa. Khoai chưa. Né mới đầu đấy. Nhưng mà nó bắt đầu giảm né đi một tí. Những cái lần quan trọng thì nó lại né được. Đấy, nhưng phát này nó không né được. Hay quá. 35.8 anh em nhá. Úi, có một món trong mình mới. Con này là phản công. Nó lại phải đeo khám phản công thôi, chứ con phản công liên tục này lại không qua được rồi. Ui à. Ui dồi ôi, nó lực lắm anh em ạ. Khả năng là dừng lại ở đây quá à. Liên kích 3.300 này. Hoài nhỉ, ôi đây này. Ui hôm nay ra nhiều cái ấy thích nhỉ, huyết mạch ngon nhỉ. Đi khai ngộ. Tiếp tục. Hơi khoai rồi anh em ơi. Bây giờ thì đeo cái khám phản công cái đã. Tiếp tục nha. 35.8 rồi chẳng nhẽ phải dừng lại thì tiếc quá nhỉ. Ây à, nó vẫn phản như thường thế này thì thốn. Thốn rồi. Ôi dồi, bạo liên tục cái kia mà máu nó vẫn còn cả khúc ạ. Ai, khó thế. Vai trưởng thật anh em ơi. Có khi nào em chú tước này lại phải chờ đến mai không? Ơ, ở đâu ra nhở? Quá. Hay là lúc nãy đi Trấn Yêu Tháp xong được luôn rồi. Trời ơi, đột thề luôn, mình không để ý luôn đấy. Thế là lấy luôn được em chú tước nữa rồi. Bắt luôn chứ còn gì nữa, liên kích cường hóa linh thú này. Ôi dồi, mãi mới có được một em cường hóa linh thú nhưng mà là phẩm lam anh em ạ. À. Ôi dồi ôi. Chán chưa kìa. Rồi, nốt trưởng em cũ đi. Em này có liên kích. Nhưng mà phản công thì hai dòng cam cũng chả đây làm gì. Tiêu hủy luôn. Sao phải bưng khuâng nhỉ? Liên kích cái này cần có linh thú nó lại không tăng này. Thế nó mới đều ấy. Đâu nhỉ? Nặn hồn. Ôi, để nặn hồn thì em này khoai nhỉ? Căng đấy chứ. Tẩy luyện thử xem nào. Nút hai con nữa mới tẩy luyện được cơ. Ghê ấy nhỉ? Để mình xem nào. Luân hồi điện. Đây rồi, có thêm 150 ngựa linh thạch nữa này. Theo thứ tự xem nào. Chiêu mộ linh thú. À, thế là tuần sau là sẽ ra thu hút tinh quái anh em nhé. Thu hút tinh quái thì để mình check lại coi. Tinh quái. Triệu hồi tinh quái này. Ôi, tiên ngọc này. 3, 4, 5, 6, 7. Ôi vãi cả trưởng luôn, anh em thấy như thế nào? Vãi cả bìu ạ. Mình nhớ là cái này là đâu đó là hơn 300 này. Tầm 300 bao nhiêu nhỉ? Là mình sẽ có thể phun vòng. Thế thì tích lũy từ bây giờ thôi. 246 rồi, một tuần thì nhé lại không lên được 300. Đúng không? Đơn giản mà. Ok, thế chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. Ngày hôm nay như thế là bùng nổ lắm với mình rồi đấy. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm series Tiểu Yêu Tầm Đạo này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.